Ngày nào cũng như ngày lễ này thì tuyệt vời quá anh em. Hôm nay thì mình lại quay lại trực tiếp tại xưởng, đặc biệt là có cái món bi gầm này này, nó rẻ. Có 2.650.000 nữa thôi, đang lắp rất nhiều chiếc xe. Đây giới thiệu cho anh em là bên này có khoảng 5-6 chiếc xe, bên này khoảng 6-7 chiếc xe nữa. Đấy, đặc biệt là đợt này mình độ đèn rất là nhiều. Độ đèn cả đèn bi pha này, bi cốt này, rất là nhiều. Và đây là những cái chiếc xe dán phim cách nhiệt này. Đấy, mình đang dán ở trong này anh em. Đó. Thì đợt này mình vẫn có chương trình dán phim cách nhiệt khuyến mãi cực kỳ lớn. Có những gói thì mình khuyến mãi từ 20-30%. Đấy, và chắc chắn là phim xịn và mình dán ở trong phòng luôn. Ok, mình muốn giới thiệu cho anh em bi gầm này này. Với những chiếc xe như thế này. Đấy, đây là những chiếc xe như là CRV. Thì anh Giai cũng qua mình lắp mũ 360 rồi, nhưng mà chuẩn bị cho một chuyến đi dài, anh làm thêm đôi bi gầm. Đèn trên là đèn LED rồi, làm thêm đôi bi gầm. Đấy, và bi gầm này tí nữa đầu kia mình đang lắp hai chiếc, mình sẽ tư vấn gói chi tiết hơn. Còn đây là cái gói này, là cái gói V8, đâu bi cho anh mượn. Đây là gói bi khủng số 1 thị trường hiện tại. Vision V8 3.0. Đôi này thì nó sáng hơn cả cái đèn pha loại tầm 5-6 triệu luôn. Chắc chắn cực kỳ sáng. Và chắc chắn luôn nó sáng hơn cái đèn này luôn. Đấy, đôi này là 4.8 triệu một đôi. Rất đắt, nhưng mà bảo hành thì 3 năm một đổi một. Ok, đây mình sẽ quay đến những chiếc xe tiếp theo. Như chiếc xe này thì anh Giai lắp quả màn hình này. Đấy, bên trong kia thì là CRV đang làm rất là nhiều món. Rồi, ở đây cũng là một chiếc xe nữa đang làm. Hôm nay cũng rất là nhiều. Mình thì bên mình một lần vào thì khoảng tầm 10 đến 12 xe thì vẫn ok, bởi vì đội ngũ thợ rất là đông và kiểm tra đầy đủ tất cả mọi thứ nên anh em làm quá yên tâm luôn. Đây, đây là chiếc mẹt anh em. Mình đã độ đèn xong rồi. Với cái gói đèn này thì có cái LS700 ấy, có 5.5 triệu, 7.8 triệu giảm có 5.5 triệu, rất là hợp lý. Đấy, tất nhiên là mình có những cái dòng bi laser, bi platinum rất là cao, từ 15 đến 17 triệu mình lắp rất là nhiều. Nhưng mà với những chiếc xe nó cũ rồi, mọi người chỉ cần 5-6 triệu thôi thì mình có sẵn. Đây, gói này tầm 5.5 triệu thôi anh em. Đây, đây là chiếc xe mình giới thiệu cho anh em, đôi bi 2.650.000, rất sáng. Đây, mình sẽ test thử nhá, test thử cho anh em xem luôn. Toyota Veloz. Với những chiếc xe này anh em, có nghĩa là đèn nguyên bản ấy nó đèn LED rồi, nhưng mà các hãng cạnh tranh nhau về cái đèn LED thôi, chứ còn cạnh tranh độ sáng thì không cạnh tranh đâu. Do vậy mà đèn này nó gọi là khi mà mình lắp cái đôi bi gầm lên này, nó còn sáng hơn cả cái đôi trên này luôn. Cho anh mượn đôi bi được không? Đây, bên này có chiếc Lexus này, ES250. Con này thì anh em đang lắp cam hành trình, thì mình vẫn khuyên là nếu như anh em cần cảnh báo tốc độ ấy thì lắp cái con M1, cảnh báo tốc độ nó rất là chính xác. Còn đây là cái dòng bi Bitech Fork. Dòng này thì nó chỉ có một chế độ màu thôi, và mức giá của nó là 2.650.000. Thì mình nghĩ ấy, đây là bác mua xe để phục vụ có thể là chạy tour này hay chạy mọi thứ ấy. Thì với cái đèn này nó sẽ không đủ sáng, làm đôi bi zin luôn, nó sẽ zin 100% luôn. Đấy, nhìn đây có thể chưa xong, nhưng mà đây mình đưa lên chiếc xe này anh em thấy zin này. À, chiếc xe này zin luôn. Đấy, nhà thì chiếc xe này mình đang lắp cái chiếc màn mã là xem A3, kiểu xem A3, thì mức giá của nó chỉ có 3.5 triệu lắp đặt hoàn thiện, thì mình khẳng định luôn. Có bản đồ Vietmap S1 bản quyền anh em nhé. Thì ngoài ra là đây là sản phẩm chính hãng chứ không phải hàng fake, nên là cái mức giá màn hình ấy cũng bên mình cũng rất là đa dạng, từ 3.5 triệu, 4.5 triệu, 6.5 triệu đến hơn 20 triệu, vì mình chuyên, đặc biệt là chuyên những cái đồ điện tử, mình rất là chuyên luôn. Rồi, đây là cái bi gầm này mà mình làm xong cho anh rồi. Đó, anh em thấy không?
nó rất là zin luôn. Nhưng một đôi này 3 chế độ màu là 3,9 triệu, còn một chế độ màu có 2,5 triệu thôi, 2,650,000. Đấy thì nếu như anh em sau một chuyến đi đường dài, nếu mà cảm thấy đèn nó tối quá, anh em làm thêm đôi bi gầm, và anh em thấy muốn giải trí hơn, muốn được nghe nhạc hay hơn thì anh em lắp cái màn hình tiện hơn, dùng bản đồ. Rồi nếu mà phim cách nhiệt sau thời gian sử dụng nó bị cũ đi hoặc là nó không cách nhiệt mấy nữa thì anh em có thể qua mình nhé. Bên mình là chuyên mấy cái đồ này nên anh em cứ qua mình ủng hộ, chắc chắn là đội ngũ bên mình làm việc sẽ rất là nhiệt tình, rất là trách nhiệm và đặc biệt là rất là uy tín. Thôi, cảm ơn anh em nhớ like cho mình một cái, coi như ủng hộ bên Trung Auto, chưa mua hàng thì mình like cái. Rồi cảm ơn anh em nhá, bye bye.